xung quanh đây có ai đang quay phim không? Đang quay phim. À Dương. Rồi rồi. Xin lỗi chị là Rồi. Cho quay phim xíu được không chứ? Hả? Anh quay phim được không? Được. Rồi. Không gặp anh phải không? Gặp trong nhà thôi. Rồi. Cho anh chị em chút xíu. Nhớ hay quá. Cái này thầy giáo dạy nhạc đó phải không? Dạ. Thầy giáo dạy nhạc phải không? Dạ. Ôi này chùm luôn á. Chùm biết mà. Biết không? Biết. Tại vì hồi xưa lúc mà đi học với Vân là lúc mà chúng ta đã quen nhau rồi, từ lớp 9 đúng không? Dạ đúng rồi. Trời tôi hay. Chị mở cửa hỏi thăm đó, chị còn nhà người ta nữa. Đó thành ra mấy chị vòng vòng mấy kêu vợ em nó thôi mấy giờ chồng kéo nhau về đây đi. Đúng rồi. Đó, rồi bên kia thì để cho mấy đứa cháu rồi nó là ở coi chừng nhà. Dạ. Bây giờ bác không phải. Dạ. Mấy đứa, hai vô mấy đứa rồi. Dạ hai, tụi em hai đứa. Đứa con trai bây giờ làm ở bên ngân hàng. Còn đứa con gái đang học đại học đọc kiến thức cái gì bên Hoa Sen á. Mới đi học về đó. Dạ. Chị hôm rồi á là cậu bà ngoại mất á, lâu rồi.